tín hiệu bắt đầu trận đấu từ trọng tài. Cô bóng vào. Đây là lúc để phản công. McElroy. Goodmundson. Jakub Janto. McElroy. Có cơ hội ngay bây giờ. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Benjamin Stambouli. Alexander Kolarov. Bóng tạm thời được trả về cho Hananovic. Sivan Vipmer. Jakub Janto. McElroy. Rất trống trải. Goodmundson. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Kiểm soát bóng tốt. Chuyền bóng lại. Gianluca Samacca. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Không được. Jakub Janto. Một pha chuyền qua chuyền. Tiến lên đi. Royce đang chống trải. McElroy. Đây rồi, bàn thắng. Vâng, đó là điều chúng tôi mong đợi khi bàn thắng được thực hiện. Tôi nghĩ rằng họ biết họ thi đấu tốt hơn và mong muốn giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng họ đã làm rất tốt với sự tự tin rất cao. Dứt điểm đẳng cấp, thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Gianluca Samacca. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Truyền đi. Các bóng vào đi. Gianmarco Ferrari. Ném biên cho Inter Milan. Jakub Janto. Sivan Vipmer. Goodmundson. Và đoán chính xác. Còn Sinh Lì đã ôm gọn bóng trong tay. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Royce đang chống trải. McElroy. Hiệp 2 đã bắt đầu với quyền kiểm soát từ Inter Milan. Chuyền bóng lại thành công. Benjamin Stambouli. Rất kỹ thuật, một cú tấn bóng đúng thời điểm. Alexander Kolarov. Goodmundson. Rất nhiều đường chuyền. Có cơ hội. Anh ấy đã đưa bóng lên khán đài.
Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Có thể phối hợp. Gianluca Samacca. Macroy. Cơ hội. Ianto. Thủ môn đã bắt được bóng. Chắc chắn được có penalty. Trọng tài đã chỉ tay vào chấp rèm và một cầu thủ đã phải rời khỏi sân bởi một chiếc thẻ đỏ. Vâng, đó là một pha va chạm mạnh của hai bên, có vẻ như họ sẽ phải đón nhận một bàn thua sau pha bóng này. Vâng, anh ta là người được giao trọng trách này và anh ấy đã cho thấy khả năng của mình. Rất tự tin, cực kỳ đẳng cấp. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Gianluca Samacca. Tăng tốc. Quá sớm. Việt vị. Đúng là một trận đấu rất đáng thất vọng của anh ta. Anh là chìa khóa của cả đội ở khu trung tuyến, nhưng màn diễn hôm nay thật là tệ. Bạn có thể thấy tuyến giữa đã bị mất hoàn toàn cho đối phương và điều này rõ ràng không làm ban huấn luyện hài lòng. Vâng, có thể nhận ra cầu thủ tiền vệ tấn công, một mũi nhọn thứ hai của đội bóng chuẩn bị được thay ra. Anh ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ tấn công, không biết mệt mỏi. Đúng vậy, di chuyển thông minh và có những đường chọc khe sắc lẹm. Tôi đánh giá rất cao khả năng của anh chàng này. Macroy. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài viên đã căng cờ. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Gudmundsson. Miralem Sulemani. Lautaro Martinez. Macroy. Phần lớn các đường truyền đang được thực hiện rất tốt. Vâng, những đường truyền rất mượt, như thể họ có mối liên kết và dễ dàng tìm thấy nhau trên sân vậy. Hai cầu thủ từ băng ghế dự bị đang chuẩn bị vào sân.
Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Rất nhanh. Royce đang chống chảy. Đây là lúc cần phải hết sức tập trung. Pha bóng thể hiện sự cẩn trọng theo phòng ngự. Phạt góc cho Inter Milan. Tati. Phán đoán chính xác. Còn Sinh Lì đã ôm gọn bóng trong tay. Miralem Soleimani. Tiếng còi mãn. Royce đang trúng chảy. Marco Roy. Đây rồi, bàn thắng. Cú dứt điểm lạnh lùng từ chấm phạt đền.